trong em mình gặp cái sự lúc em lúc bắt đầu anh ấy mùa rồi trong em bắt đầu đến chung sau khi để mọi nông dân sẽ chọn để mà tiếp cận của mọi người bạn thế trên lúc nhỏ thì mọi người sẽ xây cầu xây cầu thế trên lúc nhỏ thì càng đi trong sáng thì mọi người cũng sống có một cái vậy là vui lệ bắt đầu thì mà rất đổ kỳ vọng họ đánh ngay cho nó trong giọt cái giải pháp sẽ là sống đẹp không? Khi cháu cho chúng ta buồn em bật đời mấy cái là chúng ta cũng bật là như sinh em được chẳng là mấy gì cái giả hỏi mấy gì của khai mà mấy cái này thì đánh ngay đó có gì mà sống sống gì mấy cái quý nhà buồn em mấy cái quý vị trí thì là chê chê chắc bị bỏ đi làm như thế thì em mấy cái quý nhà nó thế mà cái đi mấy cái quý nhà nó cũng đi không chứ mà mình cái gọi của những bạn mà biết được đó không biết là tiêm là đâu được cái gọi của cái gì đó cái sự khi mà mình tham mà thế bên lục địa mà này sự đấy khi nhà mình cũng đủ để nên chỉ cần là cái gì để mà nó đấy mình mà thế bây giờ sai đi à chứ nhìn giống như là chỉ là cái lúc mình không phải này tâm là thế thế bây giờ sai đi không phải này chứ mà bây giờ mà chỉ có cái đó chúng ta cũng phải chỉ đi chỉ cần là cái gì đó người ta được cái gì mà bảo giống như là cái gì đó chúng ta này chúng ta thì chúng ta chỉ chỉ bảo giống như là cái gì đó chúng ta được cái gì mà 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 chúng ta được cái gì